Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách làm sữa chua phô mai chanh dây tuyệt ngon tại nhà luôn. Đó giờ các bạn ăn nhiều cái loại sữa chua rồi đúng không? Ví dụ như là sữa chua trà xanh nè, hay là thậm chí là sữa chua phô mai, rồi sữa chua hoa đậu biếc, sữa chua sầu riêng. Thì hôm nay Cười Khúc Khích chia sẻ với các bạn một cái cách làm sữa chua mới nữa. Mà cái phô mai chanh dây này các bạn ăn nó ngon lắm, nó có cái vị chua chua nè, ngọt ngọt và nó thơm cái mùi chanh dây rất là hấp dẫn. Mời các bạn nha, sữa chua phô mai chanh dây. Các bạn thấy có ngon không? Thông thường thì cái sữa chua nó có cái vị béo béo ngọt ngọt á, hôm nay thêm cái chanh dây nữa các bạn. Mời các bạn nha. Dẻo mịn, béo mà nó thơm với mùi phô mai chua chua ngọt của cái chanh dây nữa. Mà các bạn thấy cái hũ bên trong hũ nè, nó mịn ghê không? Ok, thì nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm sữa chua phô mai chanh dây tại nhà thì hôm nay Cười Khúc Khích sẽ chia sẻ cho các bạn để ai cũng có thể dễ dàng thành công nha. Để làm sữa chua phô mai chanh dây á, thì các bạn cần chuẩn bị cho mình ở đây là hai hũ cái. Thì hũ cái thì các bạn nếu mà mình chưa biết làm hay là các bạn chưa có thì đi mua. Còn nếu mà chưa biết làm thì có thể là xem cái video 5 lỗi thường gặp khi mà các bạn làm sữa chua. Thì trong cái video đó mình chia sẻ rất là kỹ luôn những cái lỗi mà các bạn hay mắc phải khi làm sữa chua tại nhà. Nó không đông, nó bị lỏng nè, nó bị nhớt hay như thế nào đó nha. Rồi thì ở đây mình có hai cái hũ cái là một và hai hũ cái, mỗi hũ là 100g nha các bạn. Hai hũ là 200g sữa đặc. Mình sẽ sử dụng là 350g sữa đặc, 1 lít sữa tươi, rồi phô mai. Thông thường thì mình sẽ dùng nó khoảng từ 4 đến 6 cục nha các bạn. Ví dụ như các bạn muốn nó béo nhiều thì các bạn dùng 6 cục, còn nếu mà muốn béo ít thì mình dùng 4 cục. Rồi chanh dây ha, chanh dây này thì mình dùng cái loại này nó kiểu như là siro các bạn. Các bạn mua có hiệu nào cũng được ha, hiện tại mình thấy có nhiều lắm á. Nhưng mà thường là mình mua của Golden Farm nè, Golden Farm thì nó rẻ và cái thứ hai nữa là ở đâu cũng có bán hết. Nước thì mình dùng là 300ml nước ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi nấu nước và sẽ đặt trước. Đây, đầu tiên thì các bạn cho mình vào đây là 300 nha, 300ml nước. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 350g sữa đặc. Rồi phô mai thì các bạn có thể là cho khoảng từ 4 đến 6 cục phô mai. Mình cho phô mai vào đây luôn nha các bạn. Phô mai thì các bạn dùng phô mai con bò cười hay là bất kỳ một cái loại phô mai nào mà các bạn thích. Cái phô mai thì các bạn cứ việc là mình xé ra là mình cho vào thôi, rất đơn giản. Và cái phô mai này thì các bạn cũng đừng cho nhiều quá ha. Mình ví dụ mình cho khoảng, với công thức này thì các bạn cho tối đa nó khoảng 6 cục, 7 cục thôi. Mình cho ví dụ như 10 cục đi. Thì cái sữa chua của mình đó các bạn nó sẽ rất là béo, nó ngán, nó lại không ngon. Sữa chua phô mai thì nó phải có cái vị chua chua ngọt ngọt và nó béo béo, thơm mùi phô mai thì nó mới ngon ha. Chứ nếu mà nó nhiều cái phô mai quá thì ăn nó lại không ngon, nó béo quá không ngon ha. Nên là mình sẽ cho nó khoảng 6 cục nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt lên bếp và mình sẽ nấu với lửa nhỏ nha các bạn. Mình nấu đến khi nào mà cái phô mai này nó tan chảy ra, sau đó mình sẽ cho nó qua một cái rây để mình lọc lại cho nó mịn. Đó, món này mình thấy mấy đứa con nít nó mê dã man luôn. Làm xong rồi các bạn cho nó vào trong tủ lạnh á, để cả tháng luôn cũng được. Đi làm hay là đi học về mà khát nước á, hoặc là thèm ăn cái gì đó thì các bạn lấy một hai hũ ra các bạn ăn, nó mát lạnh, nó mát trong miệng, rồi nó có cái vị chua chua ngọt ngọt béo béo nữa, rất là hấp dẫn. Sau khi mà cái phô mai nó tan hết rồi á, thì bây giờ các bạn khui một cái hộp sữa tươi mình cho vào, 1 lít nha các bạn. Sữa tươi thì các bạn dùng hiệu nào cũng được, nhưng mà theo cái kinh nghiệm làm sữa chua của mình á, thì sữa tươi của TH là ngon nhất nha các bạn. Cái sữa chua mình ra nó sẽ mịn, nó mịn ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó qua cái rây ha, để ví dụ như cái phô mai mà mình lọc nó không kỹ á thì nó sẽ còn ở trên cái rây đó, nó không có xuống. Đó các bạn thấy không, mình múc á thì nó sẽ còn lại những cái miếng phô mai nhỏ nhỏ như thế này nè, nó không tan được. Thì kệ nó ha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình ủ khô, tức là mình không dùng nước, cũng không đem phơi nắng luôn. Tại vì ủ nước nhiều bạn pha cứ lọng cộng rồi không có cái biết cái nhiệt độ á, cái ủ không thành công. Thì thôi bây giờ đơn giản nhất là các bạn ủ khô cho mình cho nhanh gọn lẹ đi, chứ còn cứ pha nước lọng cộng rồi không biết tính như thế nào. Tiếp theo thì các bạn sẽ cho mình vào đây là hai hũ sữa chua cái.
Trước khi cho thì các bạn nhớ các bạn khuấy ha, khuấy cho cái hũ cái mình nó tan ra như thế này. Thì hũ cái trước khi mà sử dụng thì các bạn phải cho nó để bên ngoài nhiệt độ phòng á các bạn, ít nhất là khoảng 3 tiếng 4 tiếng nha, để cho nó về lại cái nhiệt độ phòng thì mình mới ủ sữa chua được, mình mới làm được. Chứ còn nó lạnh là mình cho vào là cái men nó tiêu luôn, nó nhớt luôn. Đó thì ví dụ như ai mà thích ăn sữa chua thì tự làm sữa chua ở nhà như thế này ha. Làm xong rồi thì các bạn nhớ chừa lại khoảng 1-2 hũ á để mình làm hũ cái cho những mẻ sau. Mình khuấy sơ sơ thôi ha các bạn, khuấy sơ để cho cái phần sữa chua nó đều ra với lại cái sữa tươi và phô mai. Nhiều bạn không khuấy rồi các bạn cho nó vào những cái hũ á thì cái lớp ở trên nó sẽ có sữa chua nhiều, nó sẽ nhanh đông, còn cái lớp bên dưới nó sẽ bị lỏng tại vì nó không có sữa chua. Nên là nhiều bạn cứ hỏi mình là sao ví dụ như ủ 10 hũ mà có 7 hũ đông còn 3 hũ thì nó lỏng, là do các bạn cho sữa chua vào nó không có đều á. Rồi bây giờ mình sẽ rót nó vào trong hũ nha các bạn, và khi mà rót thì mình đừng có rót đầy quá tại vì mình còn cái lớp chanh dây nữa, nên là nếu mà các bạn rót đầy quá là không cho chanh dây lên được đâu. Nếu mà các bạn làm để mình kinh doanh á thì mình nên rót từ từ. Mình nên rót từ từ nha các bạn để nó không có bị bọt, nhìn nó sẽ đẹp cái hũ hơn, nó láng cái hũ hơn. Còn ví dụ như mình làm ở nhà thì kệ nó các bạn, rót đại vào cho nó đầy là được rồi. Rót vào xong á thì các bạn nhớ đậy nắp lại rồi mình đem đi ủ. Rồi sau khi mà các bạn đã rót nó vào trong hũ rồi, bây giờ mình đặt nó vào trong một cái thùng, còn không thì các bạn đặt nó vào trong nồi cơm điện cũng được, không cần đổ nước gì hết ha các bạn, ủ khô. Sau khi mà xếp nó vào rồi thì mình dùng cái khăn á mình đậy, mình trùm cái thùng lại để cho nó giữ nhiệt ha. Đây này, mình hết hũ rồi mình quất luôn cái hộp cái hũ chứ, cái hũ thủy tinh có cái nắp, cứ xếp vào xong rồi các bạn đậy nắp lại cho mình, rồi mình chờ khoảng 6 đến 8 tiếng nha. Nó tùy thời tiết, ví dụ như ở những nơi mà nó lạnh quá đó thì mình sẽ ủ lâu hơn, tầm 12 14 tiếng cũng được. Mình ủ càng lâu thì sữa chua mình nó sẽ càng đặc nha các bạn. Đó, cứ xếp chồng chồng nó lên như thế này. Rồi, ok, mình đậy nắp lại. Mình sẽ kiếm một cái khăn nào các bạn, mình trùm nó lên để cho nó giữ cái nhiệt của cái thùng này nha. Có thể là lấy thêm một cái thớt hay cái gì đó này các bạn đè lên như thế này ha, để cho nó đừng có thoát cái hơi ra. Thì mình cứ chờ khoảng từ 6 đến 8 tiếng nha các bạn là sữa chua mình sẽ thành công. Đó, rất đơn giản luôn đúng không? Ok ha, bây giờ mình chờ khoảng 6 8 tiếng đi. Rồi qua ngày mai đi, tiếp tục mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm cái sốt chanh dây. Rồi bây giờ để pha cái phần sốt chanh dây mình ăn kèm với lại cái sữa chua thì các bạn sẽ cho mình vào đây nó khoảng từ 50 cho đến 60 gram cái sốt sinh tố chanh dây nha các bạn. Cái loại này nè, thì mình gọi nó là giống như là siro á. Thì nếu như mà các bạn không có cái hiệu giống của mình á thì các bạn mua siro cũng được nha, mình thay thế siro chanh dây. Thì các bạn sẽ cho mình vào đây là khoảng 50 gram. Nó có dư một xíu cũng không sao, cho là 60 gram đi. Rồi mình sẽ cho vào đây là khoảng 50 ml nước. Ok ha, mình có 50 g cái phần sinh tố chanh dây, 50 ml nước, một thìa cà phê vani. Đây vani các bạn cho một thìa. Đường thì các bạn sẽ cho mình là khoảng 15 g đường. Bây giờ các bạn bắt lên bếp và các bạn sẽ nấu với lửa nhỏ ha. Mình vừa nấu mình vừa khuấy như thế này để cho cái phần sốt này nó chín nha các bạn, nó chín đường thì mình mới để bảo quản được lâu. Thì thông thường với một cái hũ chanh dây như vậy á, thì các bạn chan cho mình nó khoảng từ 3 đến 5 cái thìa cà phê ha các bạn, cái sốt chanh dây nè lên rồi mình ăn rất là ngon luôn. Sữa chua phô mai thì nó sẽ có cái vị nó ngọt ngọt nè, chua chua nè, béo béo, kèm theo đó là cái mùi chanh dây các bạn, rất là hấp dẫn. Bạn nào mà muốn ăn cái phần sốt này nó chua hơn á, thì các bạn giảm lượng đường lại nha. Còn bạn nào muốn ăn cái sốt nó ngọt thì mình cho là cái lượng đường giống như của mình ha, là 15 g. Còn nếu mà mình muốn ăn chua đó thì mình để khoảng 5 g thôi. Rồi cái phần sốt chanh dây sau khi mà các bạn nấu xong á thì mình để đây ha, để xíu đi cho nó nguội nguội bớt. Đó, sữa chua sau khi mà các bạn ủ khoảng từ 6 đến 8 tiếng thì các bạn nhớ nha là mình lấy ra rồi các bạn cho nó vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để qua đêm. Đó thì nó sẽ đặc lại rất là ngon. Nè các bạn ha, hũ nào cũng vậy, rất là đặc. Thì với cái phương pháp ủ khô này á, thì các bạn có thể là dễ dàng làm tại nhà luôn, mình không cần phải pha nước ha các bạn, tại vì pha nước nhiều bạn nói với mình á pha không có chính xác rồi không biết pha như thế nào. Thì thôi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách mà các bạn ủ khô
ha, ủ khô mình không cần nước thì nó vẫn đông lại như thế này, rất là ngon. Đó mà cái bề mặt các bạn thấy nè, rất là mịn. Đó thì khi mà các bạn rót vào, các bạn nhớ mình đừng nước rót đầy, rót nó lưng hũ như thế này thôi, chút nữa mình rưới cái sốt chanh dây lên mình ăn kèm, ngon cực kỳ luôn. À, thì với công thức ngày hôm nay á, các bạn có thể làm được khoảng từ 16, 15 á, 15 tới 20 hũ sữa chua. À, mình còn mấy hũ mình để trong tủ lạnh nó tại hết chỗ để rồi, nên là mình lấy lên bao nhiêu đây thôi nha các bạn. Công thức hôm nay á, là các bạn có thể làm được khoảng từ 15 đến 20 hũ, nó tùy vào cái dung tích của cái hũ. Ok ha, bây giờ ví dụ như mình ăn á, thì mình sẽ rưới cái sốt chanh dây lên nè. Cứ một hũ như vậy á, thì các bạn rưới cho mình tầm 3 đến 4 thìa cà phê ha, là nó vừa. Tại vì nó tùy thôi, ví dụ như có người thích ăn cái sốt nó nhiều, có người thích ăn cái sốt nó ít. Mà mình thấy cái chanh dây này là các bạn đi với cái phô mai rất là hợp ha, nó béo béo kèm theo cái mùi thơm là cái vị chua chua ngọt ngọt của chanh dây á, ngon lắm. Nên là bạn nào mà đó giờ chưa có ăn thử cái phô mai chanh dây á, sữa chua phô mai chanh dây nè, thì làm thử nha, hết sức đơn giản luôn. Nè các bạn thấy những cái hũ sữa chua trên trên dây phô mai nè, nhìn có ngon không? À, ok ha, thì hy vọng là qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn cách làm sữa chua phô mai trên dây. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món sữa chua này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.